hai đồng xu giống nhau, một đứng yên và một lăn tròn theo cạnh của cái còn lại. Theo bạn thì đồng xu này phải tự quay bao nhiêu vòng để đi hết một vòng xung quanh đồng còn lại? Chúng ta cùng đếm nhé. 1 2 Ở đây chúng ta thường nhầm lẫn, vì chúng ta có xu hướng trải dài cạnh của đồng xu đứng yên ra thành một đường thẳng rồi hình dung đồng xu lăn trên đó. Nhưng trong khi đúng ra, chúng ta phải xét quãng đường mà tâm của đồng xu di chuyển được khi lăn. Quãng đường đó là chu vi của một đường tròn lớn với bán kính bằng tổng bán kính của cả hai đồng xu. Do đó, đồng xu phải tự quay hai vòng mới có thể quay về vị trí ban đầu.